chưa rõ kìa. Thế nhờ. Nó cũng phải xem lại. Nó cũng phải xem lại. Tự biên tự diễn. Mẹ thua trận này cũng được. Đi bàn thắng đẳng cấp quốc tế không ạ? Đi con mẹ. Mẹ đây đúng kiểu bàn thắng huyền thoại của Julie ngoại hạng rồi.